Chào mọi người nha. Bữa nay mình tới khu du lịch sông Chẹm mà anh em ơi. Khu gần gần Cà Mau anh em ơi. Đây cái đường vô trong sông Chẹm nè anh em. Cái đường này anh em. Giờ mình mới vô đi chưa giờ mới tới cái đầu này chưa biết sao ở chổng sao nữa anh em. Bây giờ mình đang đi vô trong rừng anh em ơi. À, người ta nói có gấu rồi với mấy con vượn rồi cũng không biết sao nữa. Giờ mình đi vào trong rừng nha anh em. Khỉ nè anh em. Con khỉ nó ngồi nè anh em. Kìa. Đường giống lại gần anh em ơi. Lại gần nó chụp mình nó cạp mình đó nè. Không dễ thương mấy con kia. Ê, đụng chân mình. Ê, lao hết rồi. Con thằng trao nó chụp tôi lên em. Gửi đầu gãi đầu kìa. Ê, ngồi thấy cái không? Té rồi sao? Ngồi trên cây nó không sợ té lên em ơi. Kìa, đá không? Mình đi tới cái chuồng mà thú anh em ơi. Con nè. Đi đi. Chín rồi. Chín rồi. Hú về anh em ơi. Còn mấy con kia về quá. Nó đu kìa. Nó đu rồi đã không? Kìa. Ủa con gấu ở đâu ra? Hú. Hú. Ê. Này con vượn anh em ơi. Ê, cái bàn tay nó dài lắm anh em ơi. Nè cái bàn tay nó dài nè. Ui. Ui. Nãy tao không có biết mày có mày tao đâu có mua gì cho mày ăn đâu. Lần sau đi, lần sau tao mua cho mày ăn nha. Đâu mày đu coi coi. Ui. Đu rồi. Đu rồi. Đó. Kêu nó đu cái nó đu cho coi nè anh em. Đó. Ui. Ui. Đó, kêu nó đu cái nó đu cho coi đó anh em. Ui. 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 Đó anh em. Kêu nó đu cái nó đu cho mình coi đó anh em. Khôn quá vậy khôn rồi. Ui. Ừ nó bưng uống đi. Nhẹ này ha. Mày gì ta? Làm gì đi. Kìa kìa. À, anh ngắm kìa. Ê, cái này gì ta? Nào giờ mình không thấy ta. Dở lên nè, nè. Chơi chơi uống mận chân. Uống rồi, uống rồi. Vô. Uống vô chăm chăm nè. Chăm chăm nha, vô. 1 2 3, vô. Úi. Vô đi uống đi. Úi. Uống cây la làng nha. Ê, đổ mày. Ồ, làm đổ chứ ngay. Ê, đi xuống dưới. Đi xuống dưới hứng. Xuống dưới u à. Tao la. Ôi. Nó không có biết đổ ra. Liếm, chậm liếm. Nó không có biết ngước lên á. Làm đổ hết mẹ rồi. Bưng lên. Bưng lên uống. Biết bưng được cho mà kia tao bưng mày. Trả lời vậy. Chấm liếm. Ngon không? Ngon không? Thôi cái lấy đâu, lấy cho nó đâu. Không chụp đâu. Em sợ nó chụp tay em quá à. Không có đâu. Mày là phải nhìn kỹ ra. Nè. Sợ.
nè, uống không? Nè, uống không? Không. Uống lại nè. Ui. Lại nó uống. Kìa, la làng kìa. Cây ơi. Nãy đó nó biết rồi đó, mình lại đứng không lại. Ông đút là nó không uống đó. Thằng hay mười gái. Mười gái. Uống đi. Đưa cho nó cầm cái giò đó. Rồi đó, vậy là uống à. Nó uống rồi đó. Uống rồi, uống bắt đầu uống cái anh hú này ha, uống ba cái này. Uống rồi xỉn. Vì sao không? Nó cay á. Ok, hú hú rồi. Hú rồi, hú rồi. Hú rồi. Đây nè. Đi 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 chơi đi. Con khỉ trắng anh em ơi. Kia nó qua bên kia có cái gì nữa đó. Đây đây con khỉ trắng anh em ơi. nó kêu kia. Mệt quá rồi. Rồi đi rồi đi nè. Thôi bắt đầu mình đi qua mé bên kia anh em ơi. Bye bye. Bye bye. Nhìn đây sao tao mới bay mày được. Nè. Bé Hoa không chịu đi nữa anh em. Còn tiếc nữa anh em ơi. Bye bye đi. Thọc tay ra. Ồ, thấy cưng không? À nó làm bắt tay vậy nè. Đừng kéo. Ê. Chụp hình đi, chụp hình bói. Trời ơi. Buồn à. Đi nha. Nãy giờ ở đây chơi nó cái nắm tay nó thọt tay chia tay cái nó buồn anh em. Nó không chịu nhịn anh em. Khôn ghê luôn. Giận rồi buồn. Giận rồi kìa, buồn ghê. Nó bye bye nó cái nó buồn hiu luôn anh em. Nghiệp nó không? Ê. Nè, không biết rồi đi. Không hú cái này đi. Nó giận không chịu nhìn luôn á. Nó không thèm nhìn luôn kìa. Đi. Nó giận. Đi á. Nó biết mình đi cái nó ấy nè. Ôi nó gừng gừng kìa. Muốn khóc luôn nè anh em. Nó gừng gừng nước mắt. Trời. Không chứ chứ sao nó gừng gừng nước mắt luôn anh em ơi. Đúng chứ bạo. Nè. Nó giận. Đâu có đâu. Nãy chia tay á. Bye bye nó gừng gừng nước mắt rồi anh em. Nó muốn khóc rồi anh em. Ờ nó giận rồi nè anh em á. Bye nha. Ủa kìa. Nó gừng gừng nước mắt khóc luôn cái gì vậy? Uống nó cay vậy. Uống nó cay rồi đó nó chảy mắt. Tay vô em. Muốn khóc luôn anh em. Bye. Hú ra đi. Hú anh em. Quá trời anh hú rồi anh em ơi. Rồi bye bye mày nha. Bye bye mày nha khỉ ơi. Bye bye nha. Bye bye nha. Rồi mình đi bên kia. Rồi con khỉ con dưỡng này nó khôn thiệt anh em. Rồi anh nó giở tay lên nó hái bài kìa. Bye bye nha. Rồi. Con dưỡng này nó khôn thiệt anh em ơi. Rồi mình đi qua bên kia mình kiếm cái chị đó nãy nói bên kia có con gì nữa đó. Thế mình đi qua bên kia kiếm mấy con bên kia anh em. Trong đó có con gì anh em ơi? Ý con gấu anh em ơi. Ủa con gấu. Đây là đồng đội của mình anh em. Con gì má trời. Nè anh cặp. Con gấu bự anh em ơi. Trời ơi nó đã kìa. Gấu bự này con này gấu bự lắm anh em ơi.
Ôi trời, nó bự, gấu bắc cực cái gì đó á. Hả? Gấu rừng. Gấu rừng hả? Ừ. Đó con nữa kìa anh em. Quá trời con gấu bự luôn rồi. Ngồi nè, nè giải. Quá trời con gấu bự anh em ơi. Ui. Ui. Gấu này rất là bự anh em. Ồ con gấu bên kia nữa kìa anh em. Quá trời luôn anh em ơi. Trời. Gấu bự dữ lắm luôn anh em. Cái này người ta gào tới hai cái lồng sắt luôn anh em. Một cái lồng sắt ở trong, một cái lồng sắt ở ngoài nữa. Nên gấu này chắc cả 100 kg anh em. Bự ghê luôn. Bự khủng khiếp. Nó hùng chắc hùng dữ lắm á. Ta mới gào hai cửa nè. Hai cái luôn, cái ở trong rồi cái ở ngoài nữa. Cái video của Tâm đến đây xin kết thúc nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ra xem video của Chí Tâm nha. Kế tiếp Tâm sẽ ra tiếp tập 2 về phần đi rừng và có nhiều con thú hơn nha mọi người. Như cá sấu, rồi đà điểu, chồn, chăn. Nói chung là cũng có rất là nhiều con đó mọi người. Xin chúc tất cả mọi người một ngày thật là vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cái video mình tới đây kết thúc anh em ơi. Thì đi vòng vòng khu du lịch rồi có mấy con ở trong sở thú gì đó. Đi vòng vòng thì mình cũng quay hết rồi. Giờ mình kết thúc video anh em ơi. Đi nguyên ngày nay có được quay được cho anh em có nhiều lắm. Anh em nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh của mình nha. Chào anh em.